Hello, chào mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Game One đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với video Minecraft yêu ấy. Thôi, hôm nay mình sẽ tiếp tục với Minecraft, sẽ chế tạo một con đệ tử VIP nhất trong Minecraft luôn nha mọi người. Đó là gì? Đó, các bạn hãy đoán xem đi và đừng quên là các bạn like thật nhiều cho video và đăng ký kênh ủng hộ cho One nha mọi người. Tới đây. Ủa, chưa tới giờ tìm sao chưa tìm chạy ra rồi? Tới rồi. Hello, xin chào mọi người nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nè. Và nhớ để lại một like, một subscribe cho One nhé kênh. Nhớ xem kênh mới của One nữa nha, là kênh One Mobile. Thì mọi người thích Dragon City thì mọi người đừng quên qua kênh One Mobile để xem những video về Dragon của mình nha. Và trước khi video của mình bắt đầu thì mình hy vọng những bạn đã vô xem video của mình thì đừng quên bấm nút đăng ký và bấm vào cái chuông. Vì đề xuất của YouTube là bây giờ là bấm cái chuông, các bạn phải bấm nhận tất cả thông báo từ kênh này nữa. Chứ bấm cái chuông không thì cũng mà chưa được đâu các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu video thôi mọi người ơi. Trời ơi, mấy con gà này không biết ở đâu lôi tới mình, có nuôi có vài con này. Thằng trai dân tộc này ở đâu chui vô cái làng của tôi mà một nùi luôn kìa các bạn thấy không? Trời ơi, đông ơi là đông luôn. Gà chưa kịp thịt mà mấy anh cha là chắc là ăn trộm gà đúng không? Ông qua ăn trộm gà của tôi, ăn trộm gà. Tố cái đầu gà đâu nè. Nè. Ai hét người ta? Ê con kia mày làm gì núp? Mày làm gì vậy? Đâu có gì đâu. Làm gì? Mày làm cái trò gì vậy núp? Mày làm cái trò gì vậy? Tao đang thử cung tên. Ơi, bắn cung cùi bắp ỉ chết được cái cung mới mà không bắn được tao về nè, tao chung. Sao không bắn được quanh kỳ vậy? Trời ơi, các bạn cũng nó bắn mình kìa. Nè bắn đi nè. Dễ trúng được. Né, sao tôi bắn ta? Chân chàng bắn cung tới sát gần ai mà chơi. Con núp gì tì, này chế được cái cung, đi qua cầm cung bắn tên mình luôn các bạn, hay bố láo không? Chứ sao? Này bắn gần cũng một. Đâu, mày đưa tao bắn cho mày coi nè. Chụp cung đây. Hả? Cung mà bắn cũng không được, mũi tên đâu? Chụp đây. Chờ. Bắn mấy thằng nhân tộc kìa, đừng bắn cho Ti nha. Đừng bắn cho Ti. Ủa, bị gì á, đúng rồi các bạn. Ê, sao kỳ á, không thể bắn được cung tên các bạn. Ôi, trả đi, cung tên của cái người cung ta chớm. Mày đặt cầm cung tên với chôn tao hả? Nhớ mặt tao như chưa? Được rồi. Tao đã kiếm rồi, tao quánh. Chạy thôi. Trời ơi, nay mày bố láo núp. Mày dám mày sáng sớm mày qua mày nhà tao mày không hỏi chuyện gì cái mày cầm vũ khí mày dí tao. Tao có vũ khí xịn mà. Mẹ không, cái làng quá trời dân tộc rồi, mày đập với mấy thằng dân tộc tới ăn trộm gà, ăn trộm cái làng quá trời luôn các bạn không? Nè, đây một thằng nữa nè. Mình không biết ở đâu tụi này. Tới cái làng mình đông quá vậy trời. Tụi nó xin ở ké hả? Thôi mình không có cho ở ké đâu các bạn. Đi cầm cung tên bảo vệ làng nè. Nè ở đâu nè? Trời ơi, mấy cha này đi ra. Trời ơi. Không chơi với Quang. Ở đâu mà tới đông quá trời. Con núp hả? Mày chắc mày rủ mấy thằng này tới phải không núp? Tao rủ làm gì nè? Rủ tới đây để định lật đổ tao đúng không? Lật đổ mày là gì mà phải lật đổ mày? Tao là vua của cái làng này. Tao là vua của cái làng này. Mày dám kêu mấy thằng dân tộc mày tới lật đổ tao đúng không? Được lắm. Hôm nay tao nghĩ ra một cái trò mới. Các bạn biết trò gì không? Mình sẽ đi vô kiếm cái thằng mà thằng vua các bạn. Thằng vua bí ẩn ở trong cái làng này, mình nghĩ là nó từ cái làng mấy thằng cha này là từ cái làng đó nè tới nè. Bây giờ mình sẽ vô rừng mình kiếm để coi có chỉ được công thức chế đồ. Mình chỉ mình chôn con núp các bạn. Đó các bạn nhìn núp nè. Hai, đi bơi cái đã. Đi đâu ạ? Đi bơi. Nè, giờ thì đi theo. Ê, mày bị khùng hả núp? Tự nhiên hôm nay mày theo tao làm gì? Đi kìa. Mày chế cùng mày đi, bắn gà đi. Thôi, tao đi công chuyện đây. Tao đi thì thôi, đi lên núi tiếp cho đây. Đi rồi các bạn ơi, hôm nay mình sẽ vô rừng sau kiếm ra được cái vị vua này các bạn, để về chế độ mình nghe hả. Ông có nhiều cái lá bài nguy hiểm lắm, có thể tạo ra một trong những đệ tử VIP nhất Minecraft luôn các bạn đó. Ok, bây giờ không biết cái hướng rừng này đi về hướng nào là đúng đây. Cái rừng rất là sâu luôn. Có con gà nhưng không phải. Gà ở đâu mà nhiều dữ trời. Ai thích ăn thịt gà không? Bắt mớ gà cho. Nhưng bây giờ mình phải đi vô trong rừng mình kiếm các bạn ơi.
trời, rừng sâu mà không thấy đâu. Trời ơi, cái giác này, chỗ có con bò đang tắm đó chứ. Không kiếm không ra các bạn, mình nghĩ là ở trong khu rừng này thôi. Ây da, trời ơi, gần đó lại mấy thằng nhân tộc nữa các bạn. Sao mấy thằng này nhiều dữ ta? Mà tụi nó không biết sinh ra để làm cái gì luôn á, mà đông quá trời luôn. Mình phải đi kiếm trước khi mình kiệt sức vì đói. Ôi, đúng rồi các bạn ơi, một vị vua Sakamoto hình như là bộ xương á, là đến từ Nhật Bản các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ghê quá các bạn ơi. Dạ không chào vị vua mà ông này không biết ông làm cái gì ở thế giới của mình nữa các bạn. Để mình coi ông bán cái gì không nha. Ông đang bán một cái lá bài các bạn ơi. Như mình nói với các bạn á, là ông này có thể chế ra lá bài, có thể triệu hồi đệ tử đi theo mình 24/24 luôn, có thể dùng để chôn núp được. Để mình hỏi ông coi. À, ông ơi, ông bán cho con, phải ông đổi cho con cái lá bài này nha. Mày cần cái lá bài để làm cái gì? Nó sẽ gây rất là nhiều tai ương cho cái thị trấn của mày đây, cẩn thận. Gì ghê, mọi người nghe nhiều tai ương nghe ghê hả? Mình trên con núp thôi mà, chắc không đến nổi đâu. Chắc là ông nghĩ mình là con nít đó, nên là dùng mấy cái thứ này rất là nguy hiểm. Mình lớn rồi không sao đâu các bạn. Để mình coi ông cần cái gì. Để ông cần cái gì á? Ta cần một cái hộp dùng nhà và trứng gà. Ôi, trứng gà làm gì các bạn? Chắc là trứng gà cộng với dung nham ra được hamburger xịn á. Hamburger xịn sò. Ok luôn, để mình coi coi. Ồ, bây giờ là mình cần 16 cái trứng. Và ôi, cái này ở thành phố Minecraft của bọn con hơi bị nhiều luôn. Ông ở đây ông đợi nha, con sẽ đi công việc con chế cho. Ok, được rồi các bạn, mình phải đi về các bạn ơi. Ây da, trời kẹt luôn rồi. Chắc là mấy thằng dân tộc này tới để bảo vệ ổng các bạn. Nhưng mà mấy thằng đó tới thế giới Minecraft nó hiền quá mà. Thế giới Minecraft mà chỉ có zombie và mấy thứ tào lao không mà. Nên không phải thứ tào lao mà mấy cái thứ gọi là sáng tạo các bạn. Nên là ổng chưa biết trong thế giới Minecraft có gì đâu. Mà nhưng là đa phần là rất là hiền. Mà những mấy thằng này tới làng mà chắc định xin ở nhờ. Thôi được rồi, coi như là cho mấy thằng ngoại tộc ở cái làng của mình đi. Ơi con gà kia chạy đi luôn hả? Hỏi được rồi, bây giờ mình sẽ thu hoạch trứng gà nè. Là mình mới đi bắt trứng gà. Ê qua làm gì đó? Và con núp đi về rồi các bạn. Con núp đi về rồi các bạn ơi. Qua làm gì vậy? Ơi làm gì kệ tao. Đồ ít chạy không chơi gì chơi chung. Đổi quá rồi. Đi vô kiếm cái gì. Sáng giờ mò lặt đặt đi tùm lum hết các bạn. Chưa ăn hết mà bị con núp nó trôn đó chứ. Nó cầm cung nó lấy mình nó thử nghiệm. Hay ăn miếng bánh mì cho tỉnh ngủ cái đó. Sáng sớm mà giờ núp thì nó đi phá nhà mày không? Đó, nó đi chơi với mấy ông dân tộc mà. Vậy thì đi tập bắn cung chứ chơi vậy. Trời ơi. À, ghê không? Trời ơi, nó hình như là nó nộm cái hình người mình nó bắn. Con núp này láo người ta. Vậy thì đi. Mình có một cái bút kịp rồi. Ok các bạn, sẵn tiện mình đi. Thì rồi ok, đi ra cái hồ dung nham các bạn. Quan làm gì vậy? Thôi ta đi ta đi đào dung nham. Chị, tự nhiên đào dung nham làm gì? Dung nham mà nghe đào chất không? Ê mày làm cái gì vậy? Sao mày bắn được con người của tao được? Bà cung giờ ẹt. Tí nó về tao mua cây cung mới cho mày coi. Nghe tê đi tập bắn cung tiếp. Được rồi các bạn, núp nó chưa biết đâu. Bây giờ mình sẽ đi lấy dung nham các bạn. Cái hồ dung nham ở đây đâu rồi? À đây rồi các bạn ơi. Ây da, dung nham có rồi, trứng gà có rồi. Chúng ta đi được xa xa rồi, để con núp nó để ý các bạn. Thôi, mình sẽ bơi ở đây luôn. Hí, da, đi đường biển cơ chắc các bạn. Giờ mà đi ở trên con núp nó phát hiện á. Hai hôm qua nằm đi đâu chơi trời. Bơi, hít thở cái. Ui, chìm xuống. Đâu quá. May quá nó chưa thấy nữa các bạn ơi. Giờ mình phải bơi vô rừng các bạn. Theo mình tiếp cho coi. Đó, nó lại đi tập bắn cung các bạn không? Tí mình về hả? Chôn nó bằng cái lá bài này các bạn, rất là ghê luôn. Ây da, bơi gì dắt nó không thấy được các bạn ơi. Ông bán thú cưng kìa các bạn, không biết là giờ ông có bán cái gì đó không đó không. Được rồi. Sắp tới rồi các bạn ơi, ơi. Yeah, đi tiếp thôi nào. Ây da, không biết ông đứng ở chỗ nào ta. Ông Yukamoto Yamamoto. À đây rồi các bạn ơi.
trời, bơi cá tới liền. Ôi, thấy chưa, mình biết ngay là mấy anh trai này bảo vệ mà các bạn. Nhìn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi cái này thôi các bạn ơi. Mấy anh này chắc là mấy anh bảo vệ các bạn. Nè, thấy nè. Bum. Rồi, ủa cái này là cái gì vậy? Trời ơi, ông bán cái đồ xuyên, cái này xài sao vậy? Kể con đi. Cái này mày phải tự mò đi. Trời ơi, tự mò cái gì con không mò được. Ok đâu các bạn. Mò, quýnh thằng này nè. Quýnh, à quên quên, không được quýnh người của ổng rồi. Mất công, ổng quýnh mình chết. Về mình quýnh luôn nấp VT, mình có mũi tên xịn rồi. Ha ha, đây là cái xuyên, không phải. Đây là cái mũi tên xịn nè. Mình nghĩ là chắc tạo ra mũi tên dữ lắm á. Mấy anh cà này, quýnh mấy anh cà, quýnh mấy anh cà này, quýnh. Sao cái này dễ ẹt vậy ta. Cái này là cái mũi tên mà. Cái lấy dùng không được, ông nó bán hàng cổ kỳ. Ê nấp ơi, tao có cái mũi tên xịn nè, mày sợ không? Trời, nó tập bắt cao nó chứ. Trời, VT đang chơi. Tao kiếm được cái cháo xịn nè, vậy tao về, tao giải quyết mày. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Cái gì vậy? Này, tao quýnh tao, tao này. Mày hả buổi? Đây là đồ xịn của tao nè. Ê, 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 đau quá. Tao đến kiếm cái này dùng sao ta? Cái này dùng xăm con núp nó nhảy lung xung quanh mình, nó quýnh mình còn mất máu, mình không quýnh mất máu cái luôn kỳ á. Sao mày cẩu quá núp. Mày á, bê 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 nè. Ha 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 ha. Chết luôn cái này. Na. Cái này cù bắp quá các bạn ơi. Mày qua đây, qua đây. Giáp tinh. Sao mày cẩu nữa núp. Này mày uống thuốc. Có giáp kim cương hả? Kim cương mà cái này cái thương ông vua cổ đại bên nước Nhật bán cho tao, ông mát hàng dỗm mà sao mà quýnh mày. Vậy thì qua chuẩn bị ra đi. Yeah. Tức ghê, cái bạn không đó. Làm gì được nó luôn. Ủa cái này dùng sao ta, ổng kêu mình tự mò hả? Cái gì vậy trời. Cái này sao mà dùng ta. Ok, để mình tự nghiệm coi. Hiya, công. Ô, cái gì đó? Cái trứng con gà các bạn ơi. Con gà dung nham các bạn ơi. Để tử xịn sò á. Ghê vậy. Ơ cái này sao ta? Ổng kêu đi theo mình cả đời đúng y luôn nè, nó đi theo mình nè. Núp kìa, núp rồi. Ê núp ơi, tao có nè. Ủa, quanh có cái gì hả? Tao ơ ghê vậy. Đây là con gà tao mới nuôi được á. Ôi cái gì hả? Mình vừa quýnh cái gì các bạn không? Wow hả? Thì ra là con gà dung nham y kháng lửa luôn. Thì ra là một cái công dụng siêu mạnh, giờ mình mới mò ra được. Để đi bắn. Chà. À, lửa địa ngục. Mày lão mà núp. Mày lão mà núp, mày chạy đi. Tao sẽ bắn chết mày. Ôi chết đít chết đi rồi. Mày. Ôi tránh ra chết đít chết đi rồi. Chạy đi. Trời ơi mà sao cái này nhanh đói vậy. Ui thức. Đây là sức mạnh của đệ tử của mình đó các bạn. Mày hả núp. Bố lão. Đúng là cái món đồ chơi ổng nói là có thể gây ra thiên tai. Này làm hư cái giáp kim cương của tao rồi nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ trở về nhà núp VT làm một cái chuyện mới hơn. Đó chính là đốt nhà núp. Ê, tầm bậy nha, đi ra. Mày lão hả núp, Mày. Chạy chết đi. Tao lấy thủ tư rồi tao bắn. Tao hẹn hết lửa luôn. Chết queo luôn. Đi vô lấy đồ ăn các bạn. Vũ khí mình có con đệ tử ghê thiệt chứ. Các bạn nhìn thấy không? Nó đi theo mình biết luôn nè. Thấy không? Đây là đệ tử kiểu như là cho mình mượn sức mạnh đó các bạn. Đó, JT đang xây nhà chống bạo lửa của mình nhưng không có được đâu. Các bạn nhìn nè nha. Crossfire. Chạy đi núp, mày chạy đi. Giáp kim cương của mày bị cháy trụi đúng không? Tao biết ngay mà. Mày làm hư giáp kim cương của tao rồi. Đây là vũ khí tối thượng rồi. Vậy là ông vua Nhật Bản, ông không lừa mình các bạn. Ông bị chết rồi mà ông hình như là mình thấy ông nguyên bộ xương khô luôn. Chạy đi. Thôi, cứu rồi luôn.
Thứ gì vậy Ti ơi? Bây giờ thì Ti biết mùi đời chưa? Giờ Ti sẽ bị cháy nhà hết luôn. Để thử dung nhan của mình ghê thật các bạn. Nhìn nè, combo nè. Hây da. Cho 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 được lắm. Trời, núp nhà vậy đây, núp cháy hết từng ô đất luôn, không cho dây tây sống được luôn. Dây tây núp đi đâu rồi? Dây tây núp đâu rồi? Ủa các bạn coi lửa cháy kìa. Ui, cháy đẹp quá hả? Cháy hết luôn rồi. Ủa, còn đâu? Một công trình quá thượng đẳng luôn các bạn. Ủa cái con rể của mình đâu rồi? Đã mất tiêu rồi, dịch của mình đâu rồi? Ê, mình trong người mình đã có hiệu ứng lửa hay là mình biến thành nó rồi? Ồ, quá dữ luôn các bạn ơi. Đệ tử của anh ghê không? Làm cháy nhà dây tì kìa các bạn. Nhìn cái lửa nó cháy khác cái lửa thường kinh không? Nó cháy ở dưới kìa. Nhìn kìa, nhìn kìa. Ủa sao cháy lạ vậy? Ờ, mấy cái lửa này cháy lạ ghê á. Đông rồi, dây bị nhấp nhà rồi. Nè, mình kháng lửa nè. Không? Đúng rồi các bạn, nhìn cái lửa cháy kìa không? Lửa cháy dưới luôn á. Wow, thật là đáng đời cho núp dám cháy sớm, cầm cung tên ra chôn nằm chôn nó đi, chôn nó đi, chôn chết luôn ha. Rồi xong. Ok các bạn, hôm nay thực hiện thử thách mà nhiều fan muốn, đó chính là chôn chị JT một cách bằng đệ tử siêu vip của quanh. Thì các bạn biết đệ tử nên là tên nhân vật là gì không thì các bạn nhớ comment vào bên dưới nha. Và bây giờ thì chào mừng ơi, chôn JT thật là vui quá đi. Cháy nhà rồi. Rồi chào mọi người nha.